đó chính là đừng bao giờ kiêu ngạo nghĩ rằng không ai bằng mình, nhưng cũng đừng bao giờ quá dại nghĩ rằng mình chẳng bằng ai. Bởi vì tạo hóa và ông trời luôn tạo ra một sự công bằng cho mỗi người. Chúng ta đều có một trí óc, nhưng luôn luôn có những suy nghĩ khác nhau. Chúng ta luôn luôn có những cơ hội đến với các lớp học giống nhau, nhưng mỗi người sẽ ngộ ra cho mình những bài học khác nhau. Và bản thân của Hà khi đi qua rất là nhiều những thăng trầm trong nghề nghiệp, và đặc biệt là chứng kiến được rất nhiều các bậc đàn anh đàn chị, và ngay cả những đàn em của Hà bây giờ, thì phải nói là Hà rất nể phục tất cả những người đi trước, nhưng nể phục hơn nhiều cho các bạn trẻ đi sau.